Thông tin mới nhất liên quan tới vụ học sinh lớp 4 tử vong ở Hải Dương, theo điều tra khám nghiệm của công an đã phát hiện sự cố về điện. Sau sự cố thương tâm xảy ra vào chiều 18 tháng 4, trường tiểu học Thanh Bình đã tổ chức một ngày hội cho học sinh toàn trường. Trong khuôn khổ chương trình MNST tham gia biểu diễn văn nghệ trên sân khấu cùng các bạn vào khoảng từ 15 giờ đến 15 giờ 10 phút. Đến khoảng 15 giờ 20, cô NTT, giáo viên trường đi qua khu vực phía sau sân khấu, phát hiện nam sinh nằm bất tỉnh. Cô giáo cùng mọi người sơ cứu và gọi xe cấp cứu chuyển học sinh đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó chuyển lên tuyến trên. Sau 19 ngày điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, học sinh đã không qua khỏi. Đến nay, sau sự ra đi đột ngột của học sinh này, gia đình nạn nhân NST cho hay đã nhận được kết luận khám nghiệm hiện trường nơi cháu bé gặp nạn của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Tại kết luận này nêu rõ, khu vực cháu bé bị ngã xuống bất tỉnh đã có sự cố rò rỉ điện từ hệ thống màn hình LED ra khung với mức điện áp đo được là 220V. Mức điện này có thể gây nguy hiểm cho người tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp. Cơ quan công an thành phố Hải Dương cho biết, đây mới là kết quả giám định hiện trường. Nguyên nhân cuối cùng dẫn đến việc MT tử vong còn phải chờ kết quả giám định các yếu tố khác của Viện Khoa học Hình sự. Kết quả này sẽ có trong vài ngày tới, khi có cơ quan công an sẽ thông tin tới gia đình, nhà trường theo thẩm quyền. Theo thống kê, trung bình có từ 3 đến 4 trường hợp tai nạn do rò rỉ điện, điều đó nói lên tình trạng rò rỉ điện đang trở nên rất phổ biến. Qua vụ việc này, có thể thấy rò rỉ điện thực sự rất nguy hiểm, vì vậy hãy luôn cảnh giác và kiểm tra các thiết bị điện năng thường xuyên, ngay cả khi các thiết bị cũng không tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến rò rỉ điện.